Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình hôm nay, mùng 9 tháng 9 năm 2020 có những tin chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh lấy ý kiến dự án luật cư trú sửa đổi. Hội thảo giao thương kết nối đầu tư Việt Nam Nhật Bản theo hình thức trực tuyến. Người dân bức xúc vì môi trường bị ô nhiễm. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay tại xã Tân Lập, huyện Sông Lô, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã dự lễ phát động toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng xanh sạch đẹp do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Sông Lô tổ chức. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc kịp thời của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của huyện Sông Lô và xã Tân Lập cùng sự đồng tình tham gia hưởng ứng của mỗi người dân, mỗi hộ gia đình. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh mong muốn phong trào bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp được triển khai rộng khắp ở tất cả các xã thị trấn trên toàn huyện Sông Lô. Mỗi khu dân cư đều có mô hình hay, cách làm sáng tạo để phát huy hiệu quả cao nhất của phong trào. Tại buổi lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội huyện Sông Lô và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện Sông Lô đã ký giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch đẹp. Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến xây dựng dự án luật cư trú sửa đổi. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Chí Giang, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương chủ trì hội nghị. Dự án luật cư trú sửa đổi được Quốc hội thảo luận cho ý kiến tại kỳ họp thứ 9. Dự án luật gồm 7 chương, 39 điều quy định về quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Việc đăng ký, quản lý cư trú, quyền trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú. Cho ý kiến vào dự án luật này, các đại biểu nhất trí cao với sự cần thiết, nội dung, bố cục của dự án luật, nhất là về chủ trương thay đổi phương thức quản lý cư trú từ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú sang hình thức quản lý bằng số định danh cá nhân. Một số đại biểu đề nghị Quốc hội nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung một số câu từ tại khoản điều về hộ gia đình, điều kiện đăng ký thường trú. Nhiều đại biểu đề nghị cần cụ thể hóa các nội dung về nơi cư trú của những người sinh sống, làm nghề lưu động trên tàu thuyền, bổ sung trách nhiệm của công dân, hộ gia đình trong việc chấp hành các điều kiện kiểm tra của cơ quan chức năng. Các đại biểu cũng thống nhất về điều khoản thi hành luật cư trú sửa đổi. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh, đồng chí Trần Văn Tiến tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp tới. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt thông báo kết luận số 173, chỉ thị số 43 và chỉ thị số 44 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; nhà báo Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành, các cơ quan báo chí của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin các chuyên đề liên quan và quán triệt triển khai kết luận số 173 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, tiếp tục thực hiện chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị khóa 8 về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Chỉ thị số 44 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát thanh và nghiên cứu, học tập sách lý luận chính trị. Kết luận hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị sau hội nghị này, Ban Tuyên giáo các địa phương tham mưu cấp ủy cơ sở ban hành kế hoạch, hướng dẫn để tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, kết luận để nâng cao nhận thức trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Các tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan lãnh đạo chỉ đạo quản lý công tác xuất bản, phát hành, nghiên cứu sách lý luận chính trị, xây dựng chương trình cụ thể, dễ hiểu nhằm tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức trong cán bộ đảng viên, tiếp tục đổi mới hình thức, phương thức thông tin tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nói chung và chỉ thị số 43, chỉ thị số 44, kết luận số 173 nói riêng. Hội Nhà báo Việt Nam cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao phẩm chất chính trị cho những người làm báo, động viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên nhà báo.
Phát biểu sau hội nghị trực tuyến, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan triển khai chỉ thị số 43, chỉ thị 44 và kết luận số 173 của Ban Bí thư Trung ương Đảng phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện, đưa các chỉ thị vào cuộc sống. Đối với việc mua báo, tài liệu nghiên cứu, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tiến hành rà soát lại để tham mưu Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện sao cho phù hợp, hiệu quả nhất. Sáng nay, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức hội thảo giao thương trực tuyến kết nối đầu tư Việt Nam - Nhật Bản với điểm cầu trung tâm ASEAN tại thành phố Osaka, Nhật Bản và các điểm cầu thành phố Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Nghệ An, cùng hơn 200 điểm cầu tại các doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản. Phát biểu thảo luận về thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt Nam - Nhật Bản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, các công ty Nhật Bản gần đây mở rộng chuỗi cung ứng sản xuất tại các nước ASEAN, trong đó có 15 doanh nghiệp Nhật Bản chuyển sang đầu tư tại Việt Nam về nhiều lĩnh vực như dụng cụ y tế, linh kiện điện tử, xe ô tô. Để thúc đẩy nhanh làn sóng chuyển dịch đầu tư từ Nhật Bản vào Việt Nam, các địa phương cần quan tâm các giải pháp về kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, ổn định sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản nhập cảnh nhanh nhất vào Việt Nam. Các địa phương tiếp tục xây dựng cơ chế chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư Nhật Bản, tăng cường các chương trình hội thảo, chuẩn bị nguồn nhân lực am hiểu ngôn ngữ, văn hóa Nhật Bản, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu của nhà đầu tư. Phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc đã giới thiệu về những tiềm năng và lợi thế đầu tư, các chính sách hỗ trợ đầu tư và cam kết của Vĩnh Phúc tới các nhà đầu tư Nhật Bản. Theo đó, ngoài việc áp dụng mức ưu đãi cao nhất theo quy định của Chính phủ Việt Nam về miễn giảm tiền thuế đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế xuất nhập khẩu máy móc thiết bị, tỉnh Vĩnh Phúc còn có nhiều chính sách hỗ trợ cho các nhà đầu tư Nhật Bản khi đầu tư vào Vĩnh Phúc. Tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có hàm lượng công nghệ cao, thân thiện môi trường, sử dụng ít tài nguyên đất, ưu tiên các lĩnh vực hạ tầng khu cụm công nghiệp, cơ khí ô tô, xe máy, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí ô tô, xe máy, thiết bị điện, điện tử. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến tập huấn công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã quán triệt chỉ thị số 46 CTTU ngày 28 tháng 6 năm 2020 về lãnh đạo đại hội, hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội, nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ hội, hướng dẫn góp ý quy chế bầu cử trong hệ thống hội, gợi ý chương trình đại hội và đề cương báo cáo kết quả đại hội. Phát biểu tại lớp tập huấn, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã biểu dương tinh thần tham gia làm việc, tập trung, nhiệt tình của các đại biểu tham dự tập huấn. Qua đó, đồng chí cũng yêu cầu các tỉnh thành, đơn vị tại các điểm cầu cần tập trung rà soát lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ, tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp đề ra, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chỉ đạo Đại hội Phụ nữ các cấp, xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết đảm bảo cho Đại hội Phụ nữ các cấp thành công tốt đẹp. Thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi người dân Vĩnh Phúc không ngừng vươn lên, hăng say lao động, miệt mài sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn thử thách trên mọi mặt trận của đời sống kinh tế xã hội. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì một Vĩnh Phúc vững bước đi lên, trường tồn bền vững. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 5 và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn, về xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, dễ dàng nhận thấy những đổi thay về cơ sở hạ tầng từ chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Có được kết quả đó, không thể không kể đến những đóng góp tích cực của cán bộ và nhân dân thôn Đồng Lỗ 1 trong việc đoàn kết, thống nhất, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động bằng những việc làm thiết thực. Về thôn Đồng Lỗ 1, chúng tôi được nghe những câu chuyện về người dân hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng. Ai cũng biết đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt, tấc đất, tấc vàng. Ấy vậy mà khi chính quyền địa phương tuyên truyền, phát động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thì thôn Đồng Lỗ 1 luôn là thôn đi đầu, sẵn sàng hiến đất, đóng góp sức người, sức của tham gia. Gia đình tôi là một trong gia đình người đã hiến ruộng đầu tiên để mở rộng đường giao thông nông thôn nội đồng, để tiện đưa máy móc vào đồng ruộng, để tiện chúng tôi canh tác để nâng cao cái giá trị của sản phẩm,
Và bây giờ nếu mà đồng bờ mà không đường không có đi thì máy móc không thể vào được, thì chúng tôi sản xuất thì là nó vất. Nhân dân đây ủng hộ cao lắm, nhiệt tình lắm. Nói chung cả các tâm linh có công trình 4-5 tỷ người ta vẫn gọi là đồng lòng ủng hộ. Đến dường như đình điếm chúng tôi đã làm xong, nhất là bây giờ là các cái đường do sau đồng đậu là có nhà thôi, có nhà tầng, chúng tôi đến vận động là trong nhất trí tháo dỡ và được xã khen. Nhà anh cụ thể nhà ông Vũ Văn Kiểm và nhà ông Nguyễn Thiên Biên, nên nói là người ta có cái ao thế nhiều cá thế, người ta cũng coi là cũng sẵn sàng lấp luôn những cây cối để lấp để mà cho ủng hộ cho dân làm đường, nên đây là con đường cũng đã đủ xong. Thế sau đó là lại có cái nghị quyết về rãnh thoát nước này của tỉnh này cho hỗ trợ nhân dân, thì chúng tôi tuyên truyền vận động đến giờ là 10 ngõ rồi, còn 3 ngõ là chúng tôi phấn đấu là từ nay cho đến hết tháng 11 là xong. Thực tế trong quá trình triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào cải tạo xây dựng hệ thống rãnh thoát nước đảm bảo vệ sinh môi trường ở xã Trung Nguyên cho thấy, ngoài vai trò lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ chính quyền địa phương thì việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng, quyết định đến việc hoàn thành các tiêu chí. Mỗi một tiêu chí khi thực hiện đều nhận được sự đồng thuận cao của quần chúng nhân dân và tạo động lực cho các thôn thi đua đóng góp kinh phí, ngày công, mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Từ năm 2016 đến nay, nhân dân trong thôn đã hiến trên 400 mét làm đường giao thông nội đồng, ủng hộ gần 1.300 mét vuông đất nông nghiệp để làm đường giao thông nông thôn. Tham gia ủng hộ 235 ngày công lao động làm đường giao thông nội đồng, thôn cũng đã làm xây dựng được 449 mét rãnh thoát nước thải trong khu dân cư. Cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Đông Lỗ 1 đã có rất nhiều sự đóng góp ủng hộ đối với chương trình xây dựng nông thôn mới của xã. Nhân dân thì đặc biệt là ủng hộ cho rất nhiều diện tích đất nông nghiệp để mà làm đường giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, và ủng hộ ngày công cũng như tiền của vật chất để xây dựng các thiết chế cho nhà văn hóa, sân thể thao của thôn. Và mới đây thì thực hiện cái chủ trương chung của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ xây dựng cải tạo cống rãnh thoát nước thải sinh hoạt ở nông thôn, thì thôn Đông Lỗ 1 cũng là một trong thôn đi đầu trong phong trào xây dựng rãnh thoát nước thải của xã Trung Nguyên. Và chỉ sau một thời gian ngắn tổ chức triển khai vận động thì được sự ủng hộ đồng tình của toàn thể nhân dân, thì đã triển khai xây dựng được trên dưới 10 ngõ với chiều dài là hơn 500 mét rãnh dài để tiêu thoát nước thải sinh hoạt trên địa bàn khu dân cư. Với sự tham gia tích cực và bằng những biện pháp cách làm hay của cán bộ và nhân dân trong thôn Đông Lỗ 1 trong thời gian qua đã làm thay đổi diện mạo của vùng quê giàu truyền thống cách mạng, giúp địa phương từng bước vượt qua khó khăn, không ngừng hội nhập và phát triển. Với việc ban hành, triển khai nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm, Vĩnh Phúc đã vượt mục tiêu về giải quyết việc làm theo nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 đã đề ra. Thực hiện mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 về lĩnh vực giải quyết việc làm, tỉnh đã ban hành và triển khai hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm thông qua sàn giao dịch việc làm, tăng cường hỗ trợ kinh phí cho người lao động khởi nghiệp, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động. Giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho khoảng 100.000 lao động, trong đó có 8.000 lao động xuất khẩu, bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 24.000 lượt người, vượt mục tiêu nghị quyết đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76% vào năm 2020. Làm tốt công tác giải quyết việc làm cho lao động, góp phần nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế của Vĩnh Phúc theo hướng bền vững. Giai đoạn 2021-2025, toàn tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm mới cho khoảng 16.000 đến 17.000 lao động một năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt trên 80%. Để thực hiện mục tiêu trên, tỉnh ta tập trung thực hiện tốt các chính sách về giải quyết việc làm gắn với đào tạo, bồi dưỡng tay nghề, kỹ năng cho người lao động, đáp ứng nguồn nhân lực cho các ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng các hoạt động giới thiệu việc làm đáp ứng thị trường lao động, đồng thời tập trung đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động hướng tới các thị trường cho thu nhập cao và an toàn. Thưa quý vị và các bạn, vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hoạt động xuất khẩu lao động của Vĩnh Phúc trong những tháng qua vẫn đạt kết quả rất khả quan. Theo đánh giá của Trung tâm Đào tạo Lao động Xuất khẩu tỉnh, các thị trường lao động như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan luôn có nhu cầu lớn đối với người lao động,
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng nhiều đơn hàng vẫn được tổ chức với yêu cầu về chất lượng, biện pháp an toàn sức khỏe. Đến hết tháng 8, Trung tâm Đào tạo Lao động Xuất khẩu tỉnh đã tổ chức được 57 hội thảo tư vấn tuyên truyền chính sách hỗ trợ xuất khẩu lao động, thông tin thị trường lao động. Tư vấn cho hơn 9.400 người lao động, sơ tuyển trên 800 lao động có nhu cầu đi học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài, xuất cảnh được 41 lao động và duy trì việc học tập tại trung tâm và doanh nghiệp đạt 100 học viên. Về vấn đề học và thi đơn hàng thì là trong quá trình bọn em đợi đơn hàng thì cũng được tham gia học tiếng Nhật thêm. Và trong có những đơn hàng thì bọn em được chọn và nếu mà được bọn em cảm thấy đơn hàng phù hợp với mình thì bọn em sẽ được cán bộ tư vấn cụ thể hơn và bọn em đã đăng ký đơn hàng để xuống Hà Nội thi. Cùng với đào tạo thì việc thực hiện các chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm theo nghị quyết số 207 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được đảm bảo đúng quy định, kịp thời chi trả hỗ trợ cho gia đình có con em, người thân, đi lao động có thời hạn ở nước ngoài. Trung tâm đã tiếp nhận hoàn thiện chi trả cho 560 hồ sơ với số tiền hơn 6,2 tỷ đồng, phần nào tạo sự yên tâm từ người dân đối với các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm. Người lao động học tập và làm việc ở đây thì đối với chúng em, tức là em mong muốn là cuối năm ạ, dịch nó ổn định hơn để cho chúng em có thể xuất cảnh một đúng thời hạn và đúng hợp đồng sang bên đó để có một công việc ổn định và lương ổn định hơn ạ. Từ các kênh thông tin tuyển dụng, việc cung ứng nguồn lao động làm việc nước ngoài vẫn được diễn ra cùng với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Việc tìm kiếm nguồn lao động chất lượng đáp ứng nhu cầu công việc để hoàn thiện mục tiêu xuất khẩu lao động được định hướng và đưa ra nhiều giải pháp. Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện rà soát lực lượng lao động để phân loại và lựa chọn đối tượng lao động phù hợp với các cái thị trường. Tập trung tư vấn và khảo sát nhu cầu xuất khẩu lao động tại các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, đổi mới nội dung cung ứng liên kết đào tạo với các doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động, mở rộng và nâng cao hiệu quả các cái lớp giáo dục ngoại ngữ và giáo dục định hướng tại trung tâm cho lao động các cái thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan. Trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, việc xuất khẩu lao động nước ngoài được khuyến cáo các đơn vị đào tạo doanh nghiệp theo dõi tình hình dịch bệnh và duy trì việc học tập, ứng tuyển theo các đơn hàng, xuất cảnh khi có đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho việc học tập, tuyển dụng cũng như thực hiện các chính sách hỗ trợ đến người lao động yên tâm đáp ứng nhu cầu công việc ổn định và an toàn khi tham gia làm việc ở nước ngoài. Công ty cổ phần phụ gia nhựa phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên là đơn vị chuyên sản xuất hóa chất, hạt phụ gia ngành nhựa, sản xuất các sản phẩm xốp EVA. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, thời gian gần đây, công ty này lại đang là nguyên nhân của việc gây ô nhiễm môi trường. Các hộ dân khu tập thể Tăng Thiết Giáp, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, như gia đình chị Thủy, chị Hà rất bức xúc vì hàng ngày phải ngửi mùi hôi khét khó chịu xuất phát từ công ty cổ phần phụ gia nhựa gây ra. Đã nhiều lần người dân có ý kiến với công ty và các cơ quan chức năng, nhưng tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn không được cải thiện. Buổi tối nửa đêm thức dậy, tôi rất là hoảng hốt, không biết là nhà nào cháy. Đến khi mở cửa ra thì phát hiện ra là ống khói tỏa khắp khu gia đình và cái lượng khói không thể thở được. Không khí ở đây nó quá ô nhiễm luôn, ngay là cái công ty này này. Chúng tôi ở đây, ở sát gần công ty đây bây giờ khói, quá khói, mà khói kinh khủng luôn ấy, khói hóa chất, mùi hóa chất quá ngột ngạt. Theo phản ánh của người dân về việc công ty cổ phần phụ gia nhựa xả thải ra môi trường, phóng viên thời sự đã liên hệ làm việc với công ty cổ phần phụ gia nhựa. Đại diện công ty khẳng định hoạt động xử lý chất thải và sản xuất của nhà máy hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn của pháp luật về môi trường. Tôi thấy là có sự hiểu nhầm của bà con xung quanh thôi về cái việc là xử lý nước thải của chúng tôi. Thì theo như ý kiến bà con thì mọi người nghĩ là đấy là quy trình xử lý nước thải của công ty, nhưng trên thực chất là không phải. Chúng tôi đã có cái giải trình rất rõ với các cơ quan chức năng rồi. Đây là cái nước thải của bọn tôi là không có, và chúng tôi thu gom lại và để lắng đọng lại chất thải rắn. Và lần này là lần là chúng tôi dọn bể và mang chất thải rắn đi để cho các cơ quan chức năng xử lý. Thế và trong quá trình đấy thì là có chuyện là bơm ra tạm ở trên nền đất sân của công ty. Thế và ngày hôm sau là sẽ phải chuyển đi hết.
Thế nhưng bà con có hiểu nhầm, nghĩ rằng là công ty có thể là chôn lấp hay là xử lý nước gì đó không đúng quy trình. Sự việc cũng đã được Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đoàn kiểm tra lập biên bản. Sau khi mà làm việc với kiểm tra thực tế tại đơn vị thì xác định cái nội dung phản ánh của người dân là nó có cái cơ sở. Tuy nhiên thì là chúng tôi đang xác minh cụ thể xem đấy là những các cái loại chất gì có cái ảnh hưởng đến cái đời sống của người dân hay không. Hay là chúng tôi yêu cầu đơn vị là phải tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu dọn vệ sinh cái khu vực mà đơn vị đã đổ các cái chất thải ra. Với những gì người dân đang phải gánh chịu trong nhiều năm qua, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đang vào cuộc quyết liệt để xác định có hay không ô nhiễm và nếu ô nhiễm thì mức độ ô nhiễm ra sao để tham mưu với các cấp chính quyền có giải pháp bảo vệ sức khỏe người dân. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.